ra làm con phải biết hiếu thảo. Mẹ cha sinh thành dưỡng dục ta lớn khôn, không quản ngại gian lao bao nắng sớm ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng đưa biến trời đời cho ta chữ hiếu ơn nghĩa trong lòng ta phụng dưỡng cha mẹ con chẳng ngại khó nhọc giữ chữ hai mươi bốn gương hiếu thảo. Tập 10. Lấy sữa hươu phụng dưỡng cha mẹ. Thời Xuân Thu, nước Lỗ, Đàm Thành. Nè ông à, ông đừng có đọc sách nữa. Đọc riết hai mắt hư luôn thì phải làm sao? Ê trời ơi, bà này thật là, bà đừng có nói hoài như vậy. Cặp mắt của bà e là cũng không hơn gì tôi, bà cũng nên chú ý đi. Đúng vậy, tôi cũng không biết nguyên nhân gì, dạo gần đây mắt tôi cứ kèm nhèm không tỏ. Đã già từng tuổi này, sức khỏe càng ngày càng không nghe lời. Thì đúng vậy đó. Được rồi, làm ít một chút, nếu không thì đến lúc đó con trai lại mệt. Ông nói qua con chúng ta, tại sao đến giờ nó vẫn chưa về? Cha, mẹ, con đã về rồi. Ê, ông nói à, con trai đã về rồi. Con trai. Con mau vào phòng nghỉ ngơi một chút cho khỏe ha. Mẹ à, mẹ à, mẹ đứng ở đây nha. Cha, Hài Nhi xin thỉnh ăn cha. Xin thỉnh ăn mẹ. Được rồi con trai, con cũng mệt rồi, mau đứng dậy đi. Con vất vả rồi. Con trai à, cha nghĩ chuyện thỉnh ăn miễn đi không cần nữa. Cha dạy con trau dồi bản thân, nếu như ngay cả đại lễ thỉnh ăn cha mẹ mà con cũng quên mất đi, thì Hài Nhi còn có thể làm được gì nữa? Con trai à, mấy ngày nay bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, con mau kể cho cha nghe. Đúng, kể cha nghe đi. Đông Sơn có mấy mảnh đất quan, Hài Nhi đã xin quốc quân cho lưu dân khẩn quan 3 năm không nạp công, xin ban cho bá tánh đặc ân này. Quốc quân tiếp thu lời thỉnh cầu của con, nên hôm nay Hài Nhi đã tới một hộ xây nhà, đi khá sớm nên quên thỉnh an, rất mong phụ thân tha lỗi cho con. Tuy nói là hiếu kính cha mẹ là một chuyện đương nhiên, nhưng mà con ra ngoài giúp đỡ người khác khiến cho cha mẹ đây cảm thấy rất vui, đó cũng coi là hiếu kính. Đúng đó, đúng đó. Với lại là Đông Sơn cách nơi này 100 dặm, đến lúc đó mọi người đều được an định, lúc đó sẽ có nhiều người nói chuyện với mẹ hơn. Con trai con ra ngoài làm việc không phải càng yên tâm hơn sao? Cha mẹ thông cảm cho Hài Nhi, Hài Nhi đa tạ cha mẹ. Con trai, con dựa vào sức của mình giúp đỡ người khác, đây là truyền tải tình yêu thương. Trên thực tế đó cũng là giúp cho bản thân, cũng là cách tích lũy phúc báo. Nhưng mà con hãy nhớ, tuyệt đối không được nhận đền đáp. Sau này nói không chừng chúng ta cũng có lúc phải nhờ người khác giúp. Cho dù như thế nào, trong lòng của chúng ta
cũng phải luôn có tấm lòng nhân ái. Hài Nhi xin ghi nhớ. Mẹ, cha mẹ cứ đợi ở đây, con vào trong chuẩn bị cơm. Con trai, con nghỉ đi, mẹ làm cơm cho. Không, mẹ à, mẹ nghỉ đi. Bà nè, con làm lại được rồi. Để con làm đi hả? Dạ. Nó không ở không được đâu. Ông nó à, con trai quá vất vả sẽ tổn hại sức khỏe. Bà nó à, đã ăn no chưa? Ăn no rồi, từ từ thôi. Bà cũng vậy đó. Từng tuổi này rồi sức khỏe cũng không còn được như trước nữa. Mẹ, mời mẹ dùng nước. Trời, vừa mới ăn cơm không uống đâu con trai, để đây đi. Cha, mẹ, lúc nãy thức ăn con nấu hợp khẩu vị không? Ngon lắm, con nấu rất ngon. Ông nó à, nhìn con chúng ta kìa, nam tử hán đại trượng phu, không ngờ lại có thể nấu ăn ngon được như vậy đó. Trời ơi, chúng ta đúng là có phúc quá. Bà nói đúng rồi. Con trai à? Dạ. Sắp tới bận việc đồng án rồi, cha thấy ngày mai con có thể yên tâm ở nhà học hành rồi đó. Con còn có việc. Hả? À, vậy con nói cho cha nghe thử. Hạ Câu Đông Sơn sông ngòi không ít, đó là nơi tốt để nuôi cá. Nhưng mà tiểu nhị gia từ sau khi trở thành ngư dân, thu nhập rất là thấp. Hả? Tại sao lại như vậy? Huynh ấy có ý trách con, không chọn nơi nào tốt cho huynh ấy. Con đã tới đó xem xét rồi, con biết nguyên nhân là tại sao. Cha mẹ đoán đi, thật ra là tại sao? Vậy nguyên nhân là tại sao? Tiểu nhị huynh ấy là người thành thật, huynh ấy dùng khúc gỗ để cản lại dòng nước. Nhưng mà mỗi khi đến mùa thu hoạch thì thường có những trận mưa lớn, nước dâng cao nhưng mà thuyền không cao. Cho nên khúc gỗ đó làm sao có thể ngăn chặn những con cá với mực nước cao hơn được chứ. Vậy con hãy mau nghĩ cách gì đó giúp cậu ấy đi. Con trai à, con đã nghĩ ra được cách gì chưa? Dạ đã có. Mẹ coi đây. Cha coi. Ý, đây là cái lưới mà. Cái lưới này rất tốt, cái lưới này rất chắc chắn. Cha, cha nói rất là đúng. Con và tiểu nhị đã bàn bạc với nhau rồi. Đợi đến thời điểm thu hoạch cá, tụi con sẽ dùng cái lưới này, tụi con giăng nó ở nơi nước ra. Lúc đó chỉ trừ những con cá nhỏ lọt qua lưới này, những con cá lớn chắc chắn không thoát con nào. Được, cách này rất lợi. Mà này con trai, có phải là suốt đêm con không có ngủ để dệt tấm lưới này không? Tiện tay thôi mà mẹ. Còn đó. Ông nó à, như vậy đi, mẹ của tiểu nhị cũng an lòng rồi. À, đúng là như vậy đó. Cha mẹ, bây giờ cũng không còn sớm nữa, hay để con hầu hạ cha mẹ nghỉ ngơi nha. Được. Tới lúc đi nghỉ rồi, mẹ của con hai mắt nhíp lại không mở ra nổi nữa. Cô cũng nghỉ sớm đi. Đi nghỉ sớm đi. Mẹ, đây. Để mẹ, con trai, để mẹ tự làm. Bà coi mắt tôi nhìn không rõ nữa, phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, con trai mình biết được thì nó sẽ lo lắm. Cuối cùng không biết là tại làm sao nữa. Cha, mẹ, bữa sáng đã xong rồi. Sao lại như vậy? Con trai, không sao đâu, cha bị hoa mắt chút thôi mà. Cha,
mắt của cha bị sao vậy? À, con trai à, không sao đâu. Mắt của mẹ và mắt của cha con chỉ là bệnh già thôi. Có điều gần đây nó hơi nặng hơn một chút. Không sao đâu con trai. Trời, thiệt tình. Mẹ, cha, cha mẹ có chuyện, tại sao lại không nói sớm cho con biết? Không sao, không sao đâu mà. Điều tại Hải Nhi không tốt, không kịp thời quan tâm sức khỏe của cha mẹ. Xin cha mẹ trách phạt. Ê trời ơi con à, sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua, cho nên con không cần phải quá lo lắng ha. Là Hải Nhi bất hiếu. Con trai, con nói cái gì vậy hả? Con cũng đã chăm sóc rất chu đáo cho cha mẹ rồi còn gì. Mẹ và cha con có được người con như con đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Không thể việc gì cũng làm phiền tới con trai hả? Không sao đâu. Cha mẹ chỉ có một mình con là con, dù có mệt chết đó cũng là lẽ đương nhiên thôi. Cha mẹ, sau này cha mẹ không nên làm như vậy nữa. Nếu như có chuyện gì thì xin cha mẹ cứ nói cho con biết. Lỡ như cha mẹ có điều gì đó bất trắc thì con làm sao còn mặt mũi sống trên đời này nữa. Con trai à, như vậy sẽ làm khổ con lắm đó. Được rồi, được rồi. Con trai à, nè, mau đỡ mẹ đi ăn đi, thức ăn nguội hết rồi. Dạ, mẹ, con dìu mẹ đi. Dạ, đi thôi mẹ. Mẹ đây. Không có sao. Mẹ từ không từ sao thôi. Mà đây. Không sao đâu, mẹ không có mẹ, sao. Chú ý dưới chân nha. Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, hai con gà này huynh đem về tẩm bổ cho cha mẹ của huynh. Vô công bất thụ lộc, như vậy đâu có được. Đại ca, ao cá của nhà đệ nó không có huynh giúp đỡ, làm sao thu hoạch được nhiều. Với lại gà này đâu phải tặng cho huynh, mà là tặng cho cha mẹ huynh tẩm bổ mà. Được rồi, vậy ta thay phụ mẫu đa tài đệ. Đại ca, huynh làm vậy tôi đệ cũng dám nhận. Nhưng mà đệ đã nghe ngóng giùm huynh, cách nơi này 80 dặm có một lang trung, nghe nói y thuật ông ấy rất cao minh. Hay là huynh hỏi thử xem. Nhưng mà nếu đại ca cần giúp đỡ, đệ và mẹ đệ sẽ đến nhà huynh chăm sóc cho cha mẹ huynh. Vậy đa tạ người huynh đệ. Huynh mau cầm đi. Xin đa tạ. Huynh mau về đi, đừng để thúc thẩm lo lắng cho huynh. Đi đường cẩn thận. Nè. Ngoan, ngoan. Ê, mẹ. Mẹ. Mẹ ăn thử đi. Có ngon không? Rất là ngon. Dạ, nếu như ngon thì mẹ ăn nhiều chút nha. Đây. Canh của con trai nấu ngon thiệt đó. Ngon thì ăn nhiều chút nha mẹ. Đây. Từ cha múc là được rồi. Ngon không cha? Ngon lắm. Ngon. Ngon lắm. Ngon. Ông à, ông uống nhiều một chút, uống nhiều bồi bổ sức khỏe. Không nên làm phiền con trai nhiều quá. Được. Con trai, mẹ có lỗi với con. Có lỗi với con. Mẹ, để con đút cho mẹ nha. Từ từ thôi mẹ. Đây.
Đây, để con. Con đi dọn dẹp đồ nha. Được, được. Hai con trai chịu khổ rồi. Quỳnh mau đi đi. À, không được, không. Quỳnh nghe tôi nói đi. À, tốt nhất là Quỳnh mau đi đi. Tiên sinh nhà chúng tôi chắc chắn sẽ không đi đâu. Không, tôi thật sự có chuyện quan trọng nên mới tới tìm ông ấy. Cho tôi một cơ hội được không? À, bây giờ trời đã tối rồi, đường nhà Quỳnh lại xa như vậy. Tiên sinh nhà chúng tôi làm sao mà đi cho nổi đây? Thôi nhưng... Quỳnh hãy mau về đi, mau về tôi... đi. Có chuyện gì vậy? Mau về đi. Hả? À, tiên sinh đã về rồi. Tiên sinh, tôi đi 80 dặm đường xa tới đây để nhờ tiên sinh chữa trị. Phụ mẫu tôi hiện đang có bệnh cho nên không tiện tới đây. Mong tiên sinh cùng tôi đi với tôi về nhà. Trị bệnh không thành vấn đề, nhưng mà đến 80 dặm đường núi chỉ e là chân lão phu đi lại không tiện. Nếu như tiên sinh đồng ý đi, tiểu sinh đồng ý cổng ông tới đó. Cậu cổng ta? Không phải lão phu không tin tưởng, 80 dặm đường núi mà cậu cổng lão phu đi, quả thật cậu là một người con hiếu thảo đó. Nhưng mà căn bệnh của cha mẹ cậu chắc chắn đó là căn bệnh khó chữa, mà sơn dược lại rất khó tìm, các loại thuốc quý khác càng khó tìm hơn. Cậu có làm được không? Xin tiên sinh chỉ dạy. Những người giống như cậu ta đã gặp nhiều rồi, lúc nào cũng luôn miệng nói tôi một lòng hiếu thảo với phụ mẫu của mình, nhưng mà đến cuối cùng khi gặp căn bệnh khó trị lại tìm đủ mọi cách thoái lui, tránh nặng để tìm nhẹ. Cậu làm được không? Được hay không được không có quan trọng gì hết, chỉ cần bản thân cố gắng làm. Tại sao lại không làm? Xem ra cậu cũng rất quyết tâm đó. Lão phu sẽ thử xem sao, để coi cậu hiếu thảo thật sự hay là hiếu thảo giả. Tiên sinh đã đồng ý, đa tạ tiên sinh, đa tạ. Tiên sinh để tôi cầm. Mời. Mời. Cho ta xuống đây để ta đi được rồi. Sắp tới rồi. Đại phu à, mắt của tôi không sao chứ? Không sao, uống vài thang thuốc thì sẽ khỏi thôi. Không sao thì tốt. Tiên sinh à, như thế nào? Không sao, chỉ cần uống vài thang thuốc thì sẽ khỏi thôi mà. Đã làm phiền tiên sinh. Đại phu đã xem bệnh cho cha mẹ tôi, tôi vô cùng biết ơn. Ta thấy người con hiếu thảo như cậu đúng là hiếm có. Đúng rồi, đại phu, bệnh của cha mẹ tôi có trị được không vậy? Lần này thì lão phu không nhận tiền xem bệnh, ta tặng cho cậu. Nhưng
Như vậy đâu có được. Lão Phu chỉ có thể khống chế bệnh của họ thôi, nhưng không thể hoàn toàn trị khỏi. Hả? Vậy như vậy thì phải làm sao? Cách đây hơn 160 dặm có một đại phu y thuật còn cao minh hơn ta. Hay là cậu cứ tới đó hỏi thử xem. Xin hỏi cao danh quý tánh đại phu đó và hiện ở đâu? Tiểu sinh sẽ đi tìm và nhờ ông ấy giúp. Nơi ở và quý tánh cùng với bệnh tình của cha mẹ cậu ta đã viết rõ ràng rồi, đằng sau đơn thuốc này nè. Cậu cứ xem đi. Đa tạ đại phu đã giúp. Cậu hãy tự lo liệu. Lão phu xin cáo từ. Đại phu à, để tôi tiễn ông về. Không, phụ mẫu mới quan trọng. Ta xin cáo từ tại đây. Đa tạ. Cha, mẹ, cha mẹ uống thuốc nha. Cha, uống thuốc đi cha. Cha, con xin lỗi, con lại khiến cha lo lắng rồi. Không có, cha biết rõ tấm lòng hiếu thảo của con. Nhưng mà cha càng biết rõ mắt của mình không thể trị khỏi. Cho nên, con nên làm gì cứ làm việc đó đi, mặc kệ cha. Cha, sao cha lại nói như vậy chứ? Nếu Hài Nhi không lo cho cha mẹ thì ai lo cho cha mẹ đây? Cha hỏi con, cha nghe Tiểu Nhị nói Quốc Quân triệu con vào triều làm quan, tại sao con lại không đi? Làm quan chuyện nhỏ, cha mẹ mới là chuyện lớn. Hồ đồ, ba tánh một nước là lớn, phụ mẫu trong nhà là nhỏ, tại sao con lại không đi? Nếu như Hài Nhi ngay cả phụ mẫu cũng bỏ mặc không lo, cho dù Hài Nhi vào triều làm quan, xin hỏi cha mẹ, ba tánh sẽ nhìn Hài Nhi như thế nào? Với lại Hài Nhi còn có mặt mũi nào giáo hóa bá tánh chứ? Vì... Cha, uống thuốc đi cha. Hài Nhi hứa với cha, đợi sau khi cha mẹ khỏi bệnh rồi, Hài Nhi sẽ làm theo ý của cha, dốc sức vì đất nước này. Cha nói không lại con. Uống thuốc, uống thuốc. Tốt. Tốt lắm cha. Mẹ, con mời mẹ uống thuốc. Đúng rồi, vào buổi chiều ngày hôm nay mẹ của Tiểu Nhị sẽ tới đây chơi với mẹ. Hài Nhi có việc đi xa một chút, tìm thuốc hay, có thể trị khỏi cho cha mẹ thiệt đó. Không cần đâu con trai, những ngày qua con cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Với lại là mẹ và cha con cũng đã lớn tuổi rồi, cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu. Mẹ, nhưng cuộc sống của con vẫn còn rất dài. Nếu con để mệt mỏi quá mức thì mẹ và cha con lúc đó phải làm sao đây? Mẹ, mẹ cực khổ nuôi con khôn lớn đến chừng này, phận làm con phải làm chút gì đó cho cha mẹ, đó là việc nên làm mà. Mẹ, mẹ hãy tin con, Hải Di hứa sẽ tìm đủ mọi cách giúp cho mắt cha mẹ sáng lại như bình thường. Có thể sáng lại sao? Dạ sáng được chứ, đương nhiên sẽ sáng lại. Nè ông nó à, uống thuốc đi bà.
Dạ đây. Bệnh mắt này ta có thể trị. Chỉ cần trị khỏi bệnh mắt cho cha mẹ, núi đau chảo dầu, tiểu sinh cũng không ngại ngần. Mau đứng dậy đi, mau đứng dậy đi. Đứng dậy đi mà. Thư của đệ đệ ta, ta đã đọc rồi. Cậu chính là hiền đạt của nước Lỗ. Được giúp đỡ cho cậu, trong lòng lão phu cảm thấy vô cùng hãnh diện đó. Xin hỏi tiên sinh sẽ chữa trị như thế nào? Nè 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 nè, ta có phương thuốc trị mắt gia truyền ba đời của tổ tiên. Ngày hôm nay ta sẽ chép lại nó và tặng cho cậu. Sau khi cậu đem thuốc này trở về nhà, có lẽ bệnh của mẹ cậu sẽ có hy vọng. Đa tạ tiên sinh. Xin hỏi tiên sinh phải sử dụng như thế nào cho đúng? Cậu về nhà làm theo lời tôi nói, bịt mắt của cha mẹ cậu lại, không nhìn thấy ánh sáng, bốc thuốc theo phương thuốc của ta. Nhưng mà phương thuốc của ta cần thêm một dược liệu, nếu như có nó thì sẽ có công hiệu. Bệnh của cha mẹ cậu có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Lần nữa xin đa tạ tiên sinh. Cậu đừng vội mừng quá sớm. Phương thuốc thì dễ bốc rồi, nhưng mà sữa hưu quan thì không dễ tìm đâu. Sao lại nói vậy chứ? Vì hưu trong quan giả tính rất cảnh giác, khi gió thổi cỏ lay động thì nó sẽ bỏ chạy ngay. Cho nên rất nhiều người đã gục ngã ở ải này. Nói thật lòng, loài hưu quan giả này có thể tìm được không thì phải xem tạo hóa của bản thân. Mưu sự tại nhân, chỉ cần mình có lòng làm, tôi tin là mình sẽ tìm được. Khi bọn trẻ chơi trò chim ưng bắt gà con, gà mẹ sẽ cố gắng bảo vệ gà con. Mình sẽ giả làm hươu con, có phải sẽ tiếp cận được hươu mẹ không? Nè nè nè, đừng bắn. Huynh lú lẫn rồi có phải không? Huynh có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không? Sức chút nữa chúng tôi đã bắn rồi. Thật sự ngại quá, tôi muốn bắt một con hươu quan, lấy một ít sữa của nó thôi. Nhưng huynh cũng không thể khoác tấm da hươu. Hậu chí sức yếu thế cô, thật sự không còn cách nào khác mới ra hạ sách này. Huynh chính là người tốt đó. Sao huynh lại nói vậy? Huynh đã xin quốc quân cho khai quan, chúng tôi mới có được đất và nhà ở ruộng đất trong sơn này. Huynh là đại ân nhân của chúng tôi, huynh có biết không? Tiện tay giúp đỡ thôi, huynh không cần để bụng. Tiên sinh đừng khách sáo như vậy. Không biết tại sao tiên sinh lại cần sở hữu. Phụ mẫu tôi năm ngoái bị bệnh về mắt, đại phu nói phải dùng sữa hươu để làm dược dẫn mới có thể trị khỏi bệnh cho họ được. Nếu nói đến chuyện học hành, chúng tôi không bằng tiên sinh, nhưng mà nói đến bản lĩnh đi săn, chúng tôi tự tin hơn tiên sinh nhiều. Nếu như tiên sinh đây không chê bai
và chuyện lấy sở hữu cứ giao cho hai chúng tôi. Nhưng như vậy thì ngại quá. Ê, tiên sinh, ông là một người tốt, chúng tôi muốn báo đáp ân đức của ông. Vậy đi, tiên sinh cứ về nhà chờ đợi, việc này cứ yên tâm cho chúng tôi hả? Nhưng đi. Dạ. Đại ca. Huynh đệ, hai người tới rồi. Chúng tôi đem sở hữu tới đây cho huynh nè. Là phiền huynh đệ, đa tạ. Hey, đại ca, huynh đừng khách sáo như vậy. Mau cho thúc thúc thầm thầm uống thuốc đi. Giúp một tay đi. Được. Thôi, không cần. Để tôi tự làm được rồi. Nếu vậy thì hai huynh đệ chúng tôi về đây. Đa tạ hai huynh nhiều. Cáo từ. Con trai à, mắt của mẹ có sáng lại không? Ông có thấy gì? Các hương thân, mọi người đều tới đây à? Thấy thiệt rồi kìa. Con trai à? Cha, là thật đó. Cha nhìn thấy được rồi. Cha nhìn thấy được rồi. Cha, quá tốt rồi. Con trai. Mẹ con nhìn thấy phải không? Bà nó ơi. Mẹ nhìn thấy rồi. Mẹ nhìn thấy mẹ con nhìn thấy rồi. Thật sao? Mẹ thấy được con của mẹ rồi. Tốt quá, cha mẹ sáng mắt rồi. Mẹ nhìn thấy rồi con trai. Con vất vả nhiều không rồi. Không sao. Con trai, con đã có tóc bạc rồi. Con ơi, đều tại cha mẹ không tốt. Cha mẹ đã liên lụy con rồi. Con trai. Mẹ, xin mẹ đừng bao giờ nói như vậy. Con trai được cha mẹ nuôi lớn không dễ dàng gì. Dù Hà Nhi cực khổ đến đâu, chỉ cần có thể trị khỏi bệnh cho cha mẹ, con đều cam lòng. Mẹ con, mọi người đều quan tâm đến con, giúp đỡ cho con. Mọi người đều tới đây hết. Mọi người đều thấy vui mừng giúp cho cha mẹ. Chỉ cần có thể trị khỏi bệnh cho cha mẹ, trong lòng con thấy rất là vui, hạnh phúc khôn xiết. Vui mừng, rất vui. Con ơi, con trai của mẹ. Mẹ. Con ơi, con của mẹ. Nè bà, hôm nay mắt của hai chúng ta đều đã sáng lại, chúng ta nên vui mới phải. Mẹ đừng quan tâm nữa, bà đang ở đây. Đúng vậy. Hôm nay chúng ta không được khóc, không khóc, không khóc nữa. Không khóc, không khóc. Hôm nay đúng là một ngày rất vui, không khóc nữa ha. Không khóc nữa. Đúng rồi, không khóc nữa. Vậy thì khóc nha. Lần này con trai thúc với câu chuyện sở hữu dân cha mẹ đã nổi tiếng khắp nơi rồi, giúp đỡ. Đa tạ. Hôm nay nhị lão sáng mắt nên chúng ta nhất định phải chúc mừng mới được, phải chúc mừng mới được. Đúng vậy. Đúng. Còn mau lấy giò lưu ra, đem lưu ra đây. Đúng. Tối nay chúng ta sẽ cúng dâng bữa thật vui. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy. Đa tạ. Phải đó. Luôn. Đa tạ. Đại dương, tướng quốc cầu kiến. Truyền. Tuyên, tướng quốc tấn kiến. Tham kiến đại dương. Bình thân, tướng quốc có việc gì cầu kiến? Khởi bẩm đại dương, từ lúc đại dương ban bố chiếu lệnh chiêu mộ hiền tài, hiện đang có một số nơi đã tiến cử rất nhiều hiền tài. Nói xem những hiền tài này có bản lĩnh ra sao. Trong đó Đàm Tử là nổi tiếng nhất. Người này không chỉ là hiếu thảo, còn lấy đức phục người. Người này vốn sống ở vùng đất hoang vu nhất của nước Lỗ, nhưng mà theo thần biết, hiện giờ đã trở thành một khu chợ nổi tiếng gần xa. Ồ, tại sao lại như vậy? Đại dương, thần thiếp nghe nói những người dân đó cho rằng đi theo một người có đức như vậy
thì danh tiếng của mình cũng sẽ tốt hơn. Ồ, có chuyện này sao? Chuyện này có thật. Vậy chúng ta nên phong cho hắn chức quan gì đây? Đại Dương, lệnh cầu hiền của Đại Dương cũng chỉ là qua loa thôi. Với lại là chưa chắc gì hắn một lòng với Đại Dương. Vậy lỡ như... Có lý, có lý, không cần quan tâm tới hắn. Đại Dương không nên làm vậy. Nếu ngài không phong quan cho hắn, mọi người sẽ nghĩ sao về ngài? Lời Dương Hậu nhắc nhở rất có lý. Phong cho hắn chức quan nhỏ nhất được không? Đại Dương không phải thần thiếp nói ngài. Bản tính hẹp hòi của ngài khi nào mới được sửa đây? Cũng phải, cũng phải. Lời Dương Hậu nhắc nhở rất đúng. Người đâu? Theo lời của Dương Hậu, phát chiếu lệnh cung thỉnh hiền nhân. Rõ. Khổng Tử nghe nói hiền nhân của Đàm Tử cũng đến chào hỏi. Nơi Đàm Tử ở là nước Đàm xa xưa. Quốc quân nước Lỗ sắc phong Đàm Tử làm Đàm quân. Hiền danh của Đàm Tử cũng từ đó được lưu truyền. Oh.
No.